Trong chuyên mục mỗi tuần một câu hỏi lần này thì chúng tôi nhận được câu hỏi của một vị khán giả ở Biên Hòa xoay quanh vấn đề về quyền của người thừa kế. Nội dung câu hỏi như sau. Gia đình tôi có 5 anh chị em, bố tôi mất cách đây 5 năm. Nay vì một số vấn đề mà mẹ tôi muốn bán căn nhà đang ở, nhưng anh em tôi không đồng ý. Xin hỏi nếu không có sự đồng ý của chúng tôi thì mẹ tôi có được bán căn nhà không? Ngay sau đây thì luật sư Nguyễn Văn Đức của công ty luật Tinh Luân, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải đáp thắc mắc của quý khán giả xung quanh vấn đề này. Theo thông tin của bạn cung cấp thì căn nhà của cha mẹ bạn là được hình thành trong thời kỳ hôn nhân, cho nên đây được xem là tài sản chung của vợ chồng theo quy định của luật hôn nhân và gia đình. Khi mà cha của bạn mất thì theo điều 634 thì một phần của cái căn nhà này nó sẽ trở thành di sản thừa kế. Và khi nó trở thành di sản thừa kế thì các cái đồng thừa kế sẽ được hưởng mỗi người một phần như nhau. Thì theo điều 676, tức là các cái hàng thừa kế bao gồm là cha mẹ, vợ chồng, con trong giá thú, con ngoài giá thú. Như vậy là khi mà căn nhà của cha bạn đã trở thành cái di sản thừa kế thì muốn giao dịch với bên thứ ba thì bạn và mẹ của bạn phải cùng nhau đồng ý là giao dịch thì cái giao dịch đó nó mới có giá trị pháp lý. Nếu một trong các cái đồng thừa kế mà không tham gia giao dịch thì cái giao dịch đó coi như là vô hiệu. Do vậy là nếu trong trường hợp mà mẹ bạn muốn bán cái căn nhà này cho một người thứ ba thì phải có sự đồng ý của các cái đồng thừa kế còn lại. Và nếu như mà mẹ bạn vì một lý do nào đó bắt buộc phải bán căn nhà này thì có thể là giữa mẹ bạn và các cái đồng thừa kế còn lại, trong đó có bạn, thì phải cùng nhau thỏa thuận là một là mẹ bạn thay mặt cho các đồng thừa kế đứng ra giao dịch và cái việc đại diện này phải làm ủy quyền. Rồi trong trường hợp nếu mẹ bạn là tính lại cái phần cái giá trị giao dịch đó, cái giá trị thừa kế hoàn lại cho các đồng thừa kế thì lúc đó mẹ bạn có thể tự mình định đoạt cái tài sản này với tư cách là chủ sở hữu toàn bộ. Nhưng mà cái điều này cũng phải được các cái đồng sở hữu, đồng thừa kế người ta chấp thuận thì cái giao dịch đó mới có hiệu lực.